Ok, cô lên em. Tranh thủ bữa nay nghỉ trưa nên cũng làm tí mà dứt kinh. Nó đâu ta? Đây. Coi thử mấy cái map sau của nó như thế nào. Game này thì sau cái giai đoạn Early Access thì nó ra bản chính thức này cũng có một số cái cập nhật đó. Đầu tiên là cái cơ chế nấu ăn hay cái gì nào. Sao không continue được ta? Cái challenge này là những cái thử thách mình bắt buộc phải làm được đó. Phải defeat bởi Banana trong cái lúc một. Hiện tại là chưa mở được cái nào luôn trời. À, mình đã mở được 10 cái à. Bây giờ chúng ta đi cái zone 3 thử. Cái vật phẩm đầu tiên chúng ta là khi mà đánh á, có thể gây được đam ra hai mục tiêu dựa theo cái chỉ số mà Sachin của mình lên 4 mục tiêu. Bây giờ nên chọn con nào khởi đầu đây? Tôi muốn thử cái con Berserk. Con này là con mới nè. Tuần trước thì tôi đã bui Paladin rồi, với con này một lần rồi. Ủa không, con này offline với Paladin. Lần này chắc bui thử con này coi sao ta. Cái này thì cũng không ngon lắm, nên cũng chả cần đâu. Con này thì không có sát thương vật lý luôn ta. Ok, đi thử đi. Mình đi nhánh bên đây để được đánh nhiều một tí. Bây giờ lên dưới nước như thế này. À, con bạch tuộc là cái giỏi bạch tuộc của mình. Chịu hồi tên tắt đây à. Nó đánh chậm quá à. Chết rồi, con này là không đánh được rồi. Con này con sát thủ. Còn con này thì con này con chịu hồi thôi nên chắc đưa nó ra tầng là chính. Chơi thử con này luôn coi. Năm giây nó mới đánh con này, giây rưỡi nó đánh lần hả? Ok, chúng ta tiếp tục. Cái bong bóng ở đằng sau ta. Còn cái móc câu là cái gì nữa? Được 6 tiền, chúng ta mất con heo đất này cũng hơi phí một tí. Cộng 2 gen hiện tại thì chưa cần. Cho em này vô cái đội hình của mình luôn. Khoan, em này là heo vi với HP. Kiếm một cái đứa hệ dép nữa được không? Kiếm một cái đứa hệ đếp nữa thì ngon hơn. Tem này tem đúng là cái tem siêu hồi luôn. Cái con mắt nó là cái bơm. MBB lần này đâm gì khiếp gì đó. Chắc do cái này á. Là nó nhẫn hồi một máu một giây thôi. Cái này đâm phép.
Con này thì tôi không muốn dài nó nhiều. Đi luôn. Chưa cần lựa chọn đâu. Bây giờ vô cái map này là phải tập trung né đòn hơi bị nhiều nè. Lúc nãy con này nhiều đam nhất, giờ thì con này lại tăng nhiều nhất. Bán luôn. Đó, chúng ta đã đạt được 4 đẹp, 2 quest, 2 tết. 5 chen thì cho con nào bây giờ? Cái này thì chắc để nấu ăn thôi chứ không có tác dụng gì nữa. Dạ, nó mạnh quá vậy. Nó đánh tao chứ không phải nó mạnh. Còn sống nổi đứa một MVP cũng ra đi luôn. Mình nên dồn đồ cho con nào? Tìm mình là không có đam luôn đó nha. Hai đép hay gớt nữa, cần phải có một con hồi máu hoặc là con gì đó. Chắc tôi bui con gua này lên mới được. Hy sinh con nào bây giờ? Tôi cũng chưa biết nữa nè. Luôn hơi phức tạp tí. Google của chúng ta sắp bay màu rồi.
cua nó mỏng như giấy luôn trời. Đạm cũng không có nhiều nữa. Có vẻ là tôi hơi sai đó. Hay giáp máu 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 theo đất master hai chen này chen nó chưa có lên để cầm được 10 máu à 10 máu nhân vua. Mỗi điểm máu tăng cái giáp 20%. Bây giờ 70 máu 4 giáp. 70 máu 6 giáp. Con quỷ lửa này chắc nó chọc hai cái là Google của mình đi luôn á. Đó, nuôi đó phải nuôi như thế này chứ. Tám cộng 5 sẽ chết luôn. Còn 13 tiền lắm nên gòn phát không. Màu tím với màu xanh lá thì mình không có cái nào cả. Ok.
không biết mấy cái vỏ sò này nó có ý nghĩa gì. Ý, né né né. Rồi, hẹo mất em một thư của chúng ta. Mỏng quá ta. Hồi máu thì cũng ít. Đây là bỏ một sư luôn, chúng ta lấy ba. Cái này cũng ngon nữa nè. Lấy cái này chúng ta tách mỗi lần mình tấn công thì mỗi lần tấn công thì gây 8 nè. Phan phan phan, cái này giống dập lửa quá vậy. Sát đi gót sơn. Bây giờ đang là không tiền.
Ok, đi thôi. Bây giờ mới quan trọng nè. Tìm phải. Ôi vãi chết con gua của mình rồi. Nếu không được thì tôi sẽ đưa cái này lên cho con Google nó cầm luôn. Thử coi. Nhưng mà có cái này thì đánh lan rất là mạnh. Cái này cũng lan nữa. Đưa cái cây hồi báo cho nó đi. Ok. Ba điểm good cho con này nữa, chờ cho nó ra ba con thứ một. Này giống cái mình đang cầm vậy. Ê, nó hồi máu rất là chất luôn. Đừng để bị sốc đam chết là nó sẽ sống thôi. Rồi chết mất bài. Đó. Bây giờ nó mới cho cái này thì quá muộn rồi.
trí tuệ, sức mạnh và HP là hợp cho con này nhất thôi. Đội hình này thấy hiu hiu sao. Đẹp như tết, đẹp như good. Con ba bây giờ nó yếu quá. Đi né. Con gua nó chọt kìa, chí mạng liên tục luôn. Ngon. Có điều là phải làm sao để nó sống được, nó mới chọt được. Bấm nó luôn. Ây da, nó bắn phát 200 đam, muốn chết ba của mình luôn. Trời ơi, mém nữa thôi. Ba của mình bây giờ nó mỏng như cái bánh vậy. Bây giờ HT nè. Đi tiếp đi. G
Chứ hai con mục sư mới được để nó bút máu à. Nó tặng chậu rồi kìa trời. Không đủ tiền. Bảy trăm bảy mươi lăm bỏ cái này ra thì nó gây 6 đam, vậy là nó không cần đam cho lắm. Đúng là chỉ cần đánh nhanh là được. Đánh nhanh là nó hồi máu thoải mái luôn. Được. Này thì Paladin với chúng tôi này. Paladin này. Con này má trời. Chắc đi hết đi thôi. Mình có 5 tiền hả? Thôi 5 tiền chả làm được gì đâu. Trời, này thì hôi máu nè. Rồi, chết mất con Gogo của tôi rồi. Thôi ơi, rồi win win, có cái giòi bạch tuộc nó đánh. Không có giòi bạch tuộc là bay màu rồi. Sát đi hết đi rồi level 3 hết này. Mấy con này cũng cần đó.
Máu 72, máu 90 luôn rồi. Cái gì đó, Best Defender đó cái gì? Cái này cũng nguy hiểm phết đó, dùng cái máu của mình mà tạo ra cái dấp lửa nè. Nguy hiểm vậy đấy luôn. Được có 3 tiền, 10 điểm trí tuệ cũng được. Này thì bắn cung với chúng tôi này. Né 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 né. Đơn giản. Cái này đánh nó được làm chậm nữa nào. Này nên không ta? Có cái này thì nó ngon hơn. Trăm rưỡi máu rồi kìa. Gần trăm máu, ok, chúng ta đánh boss.
Giữ máu, giữ máu. Mày hả boss, mày hả boss. Chọn đó. Ây da, đau, đau. Rồi chết con ba tôi rồi. Rồi hai con luôn rồi, chết luôn con tăng này. Kệ go go gánh được hết. Cố lên go go. Được cái giáp lửa theo mà nó to quá. Queen, đơn giản nhẹ nhàng. MBB là con này giống hay Gogu hả? Con này nó mạnh hơn Gogu nữa. Nó đeo đồ cùi cùi không mà nó mạnh dữ vậy ta. Đó. Ba giây nó quăng cái hốc này lần. Tính ra con này mạnh phết đó chứ. Con này đeo cái giáp lửa vô nó bóp quá. Ta qua cho anh bốm thôi. Con mới nè, Oni vậy. Mình thì được cái càng quét này. Gây 6 đam 2 lần, con này nó đánh rất là mạnh luôn. Thử rồi. Tí nữa bùi hai con mà Juni lại thử. Lần đầu thấy được nó. Sẽ đi cái đường này để đánh được nhiều nhất có thể. Cái mà đỏ đỏ này là cái gì? Hình như đứng trong cái vùng đỏ là mình bị ảnh hưởng hay cái gì á. Thôi có con kia không bùi vô gua đâu.
Cấp tầng thì cũng vui một lần rồi. Đánh đạo cái gì? Trời, 111 Quên đi HT. Đây, chơi đủ con này là Yokai với Tết đó. Yokai với top mình chưa có cái combo mà luôn, ngoài hai cái HP thôi. Cho nó mạnh vậy. Rồi. MBB chưa gì bay màu rồi. Yếu yếu sao ta? Berserker là cái gì chứ, bổ như bổ củi đâu. Map level ngon.
Rồi. Thôi xong được rồi. Trời ơi. Mếu ổn. Sự kiện Giáng sinh là sao? Mùi thối này à? Giờ nuôi em nữ quái vậy? Chúng ta có 4 tiền. Sao tự nhiên game nó dễ dễ hay sao á? Heavy với Tết. Good với Tết chứ. Sắp lên level 2 à. Xong quay này chắc lên. Trời trang trí cái gì không Noel. Vì mình nó trâu bò không à, nên không có sợ cái gì hết. Ok.
cứ lao vô dắp lá cà thôi. Wow. Chân bị đỏ luôn. Hết bự rồi hả con? Giờ nó đánh con già Noel luôn kìa.
Nuôi con này, tôi sẽ nuôi con này. Đó, con này đam nó cũng lên cao cao dần dần đó. Tôi cần một con bút đứng ở phía sau. Hay lấy con này bút ta. VHT thì nó không dính gì cả cũng không được. Mới có 55 máu vậy. Còn phát nữa. Tôi không muốn nuôi con này tí nào luôn. Tết hoặc là gớt. Hoặc là tết hoặc là gớt thôi. Có cái gì nè,
cho nó lướt ngang cái chết pháp sư mình luôn rồi. Rồi. Không sao, vẫn sống. Nguy hiểm quá. Không có con bút nào đứng sau lưng được ta. Hồi được 10 máu à. Rất gần ngay ngôi bài Giáng sinh nè. Cục luộc. Ui đoạn này đi. Lỡ rồi, không cần con nào hồi máu đâu. Này mãi chưa lên được level 2 nữa. What did? Chưa dĩ danh hẻo hết hai người rồi. Ủa hẻo hết đứa rồi. À không, nó chết nó phá thành trái bom. Trời ơi. Đó. Kiếm sư rồi phải gì chứ. Hay có quà nè.
Trời ơi, giờ mới lên được level 2 em cốc thôi. Mười lăm điểm trí tuệ hả? Cũng được. Mà biết não mới lên level 3 lận. Chém ông già Noel kìa trời. Ba ba rồi. Cho anh gớt. Phù ta to gớt. Này hồi báo khiếp gì đó.
ơi. Con này mới level 2 à. Bốn giây thì nó hồi rất là nhiều máu luôn. Đi bên này thì đấy, cái này ngon hơn á. Pháp sư mình nó chưởng cú nào là thấm cú nấy luôn. Đi ra, tự nhiên lao vô chứ bom. Hãy
chọn hai con ba kìa. Mày đàn hả? Mày đàn hả? Giờ của em đó. Vô cây của mình nó vô mà cái thế xong một gai nó chém mà có điều không thấy ngon đâu. Nó 126 tiếp. Ủa 126 sao lên 129 gì cộng 5 máu à. Ủa? Rồi chết mất tiên pháp sư mình rồi. Ủa? Đã giờ mới biết cái vụ này luôn. Trời ơi, nó còn mấy con bên đây nữa. Một cái trang bị cũ và ba tôi cần để nâng cấp nó. Không nói sao mà tôi biết. Tí nữa sẽ nâng cái medkit này lên. Đánh boss con mẹ nó rồi. Ủa sao ít đồ vậy nè. À, chỉ có trang bị màu trắng mới được nâng cấp thôi.
chỉ có nâng màu trắng thôi thì nó cũng vô nghĩa lắm, không có dụng gì đâu. Thôi chết rồi, bấm lộn rồi. Trả đồ ra đây. Trời, nó tăng thêm có một điểm. Nó tăng thêm chỉ có một điểm thôi. Ủa, bán con level 3 luôn. Tính tiền mà ăn tiền đâu mà mua. Bot. Boss này cũng dễ đánh phết. Cái gì? Cái dương thương à? Boss này dễ quá.
gần như chẳng có tí thử thách gì hết. E chết, cực kỳ e chết luôn. Quỷ này nó hồi máu thì khủng khiếp rồi. Còn con Samurai thì nó chém. Này vậy mà là ta tăng cơ hả? Hôm khác chơi tiếp cái vô 5 thôi. Nói đủ rồi.